thể đầu nữa nè. Chơi nhiều cách chơi đúng không? Cứ đặt bom mày chạy, đặt bom mày chạy đấy không? Sao lại mày bắt tao gỡ? Vừa gỡ vừa đặt bom được, mày làm cái nào cũng được hết à? Thế xong rồi làm nào mới là thắng, mới là được top 1? Làm càng nhanh càng tốt thôi. Thế không tính điểm à? Kiểu như Valander ơi, ví dụ như được một... Đó, mày nhìn cái cây ở giữa màn hình ở phía trên đó, bạn. Nào làm xong 6 cái trước thì thắng. Gỡ hoặc là đặt bom 6 cái trước thì thắng. Bởi vậy phải chia ra. Có địch nha, có địch nha. Nào nào nào. Nào tiếp. Giết giết phơm kia vô. Nào. Đây 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 đây. Chọn topic, chọn topic. Chạy nhá, chạy nhá. Có thằng lửa không? Có thằng lửa đang quay lại ra trong mày bên trái đen ơi, bên trái. Tầm đoạn này này. Nó này. Bắn được nó chưa? Đây thằng lửa này, đây thằng lửa này, đây thằng lửa. Sao mà đỡ được? Trên nó bắn kìa. Sao nó đặt được? Trên trên. Nó đặt bơm bên đây rồi. Cái đi con mẹ. Ui. Đáp luôn, đáp luôn. Co ấy này, ra đây từ. Ô, sao đáp rồi mà? Vứt lại đi, vứt lại đi. Đấy. Đi mẹ cái trò chơi xàm lồn nhất mà ta từng biết.
bây giờ đi đâu? Đây này, chín 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 này, xuống này. Your skill needs to be admired. Con đang xuống nha Red. Có địch phía trước, thằng anh Nguyễn kìa. Vừa thấy dấu nó đằng đấy. Kìa 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 vào không nhỉ? Kiếm bơm đặt tiếp đi. Đấy, bom này. Sao mà đỡ được? Lâu như thế này. Lớp 1 à, còn một trái nữa thôi. Chém đi nè. Có khi như cầu này. Rồi, địch con mẹ hay lắm. Find wood defusing that. Go get the next one.